huyện Tân Sơn, tỉnh Lạng Sơn khiến người dân vô cùng bàng hoàng và phẫn nộ. Cháu Nguyễn Thị Ba, sinh năm 2000, là học sinh lớp 9 trường trung học cơ sở xã Tân Hương, đã bị hung thủ đột nhập vào nhà cưỡng hiếp và ra tay sát hại rất dã man. Công an Lạng Sơn đã nhanh chóng vào cuộc điều tra truy tìm hung thủ để trừng trị trước pháp luật. Sau đây là ghi nhận của nhóm phóng viên truyền hình Công an Nhân dân. Vì biết con dâu là chị Nguyễn Thị Thỏa ở thôn Nam Hương 1, xã Tân Hương vừa mới đi làm ăn xa sau kỳ nghỉ Tết, nên vào khoảng 10 giờ ngày 28 tháng 2, bà Lường Thị Nhiễu qua xem đứa cháu gái Nguyễn Thị Ba ăn ở thế nào. Đến nơi thấy cửa đóng và bị khóa từ bên trong, gọi mãi không thấy cháu trả lời. Linh tính mách bảo có chuyện chẳng lành, bà Nhiễu cố gắng nhìn qua khe cửa tường gỗ vào nhà, thì bàng hoàng phát hiện cháu gái nằm bất động phía sát cửa. Khi mọi người phá cửa xông vào, một cảnh tượng hãi hùng hiện ra. Nạn nhân nằm bất động dưới nền nhà trong tình trạng lõa thể. Trên thân thể có một số vết thương ở đầu, phần cổ bị một vật sắc nhọn cứa. Bà cũng ốm nằm ở dưới đấy. Có mà 3-4 ngày không lên được. Lên đi cháu, có cháu nó chết rồi. Sau khi vụ án cháu bà bị giết đấy thì khi xảy ra đấy thì bà còn rất hoang mang, bất bình. Vì cháu nó còn nhỏ tuổi, còn đang đi học lớp 9 rồi. Thế là đối với bà còn rất căm phẫn cái việc này. Vụ án mạng đã gây chấn động một vùng quê vốn yên bình, tâm lý hoang mang, căm phẫn tột độ, nhanh chóng lan truyền trong nhân dân. Công an xã Tân Hương đã khẩn trương huy động toàn bộ lực lượng đến bảo vệ hiện trường, đảm bảo an ninh trật tự tại khu vực xảy ra vụ án, đồng thời báo cáo vụ việc lên Công an huyện Bắc Sơn và Công an tỉnh Lạng Sơn. Ngay sau khi nhận được tin báo, các điều tra viên và cán bộ khám nghiệm đã khẩn trương triển khai lực lượng, tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi phục vụ cho quá trình điều tra. Cái vụ án này đã ảnh hưởng cái dư luận là trong nhân dân của xã Tân Hương nói riêng và huyện Bắc Sơn nói chung, là cũng chưa từng xảy ra cái vụ án nó mang tính chất là nghiêm trọng và ghê rợn như thế này. Chúng tôi đã điện báo cáo lãnh đạo công an tỉnh, điện báo cáo lãnh đạo huyện ủy, ủy ban huyện để tập trung chỉ đạo. Xác định đây là vụ án mạng có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, cơ quan công an đã nhanh chóng lập chuyên án điều tra, truy tìm thủ phạm giết người. Sau khi tiến hành đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, nổi lên đối tượng Nguyễn Văn Tin, sinh năm 1992, trú tại thôn Nam Hương 1, xã Tân Hương, là anh con bác ruột của nạn nhân, có nhiều biểu hiện bất thường về tâm lý. Mặc dù là anh em họ với nạn nhân, nhưng trong tối ngày 28 tháng 2, sau khi xác chết của thiếu nữ bị phát hiện, đối tượng này không tỏ ra thương xót hoặc cùng họ hàng chung tay lo hậu sự cho người em xấu số, mà đã nhanh chóng xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc. Công an tỉnh Lạng Sơn đã gửi công hàm đề nghị Công an Trung Quốc phối hợp giúp đỡ truy bắt thủ phạm. Tối ngày 24 tháng 3 năm 2015, Công an Trung Quốc đã tiến hành trao trả Nguyễn Văn Tin về Việt Nam. Tại cơ quan điều tra, trước những chứng cứ và lập luận sắc bén của lực lượng công an, Nguyễn Văn Tin đã khai nhận toàn bộ hành vi giết người. Rồi em chẳng nói gì, em chỉ biết là xin lỗi vợ, con, bố, mẹ, với người nhà của em gái của mình đã sát hại. Tối nào em cũng ngủ lấy rất là muộn rồi, em cũng ngủ vào hay là nghĩ đến cảnh mình đã giết hại, mình sát hại em gái của mình. Kẻ thủ ác đã xa lưới pháp luật. Điều đó khẳng định công tác khám nghiệm hiện trường, pháp y tử thi và định hướng điều tra rất chính xác, thể hiện sự nỗ lực mưu trí, vận dụng sáng tạo các biện pháp nghiệp vụ, không quản ngại khó khăn gian khổ với tinh thần quyết tâm cao truy tìm hung thủ của vụ án giết người, đồng thời thể hiện sự hiệu quả trong công tác hợp tác quốc tế đấu tranh phòng chống tội phạm. Qua đó đã góp phần trấn an dư luận, tạo niềm tin trong quần chúng nhân dân.